Chào mừng các bạn. Ở phần 3 này mình sẽ phân tích thêm cho các bạn về dự án này. Trước tiên là về tính năng và đặc điểm. Trước hết là về an toàn bảo mật, xác thực hai yếu tố, giới hạn tỷ lệ, giới hạn kết nối đồng thời, công nghệ mã hóa tiên tiến vào môi trường ví lưu trữ lạnh. Trao đổi quy định, một trao đổi được quy định đầy đủ các quy trình KYC và AML thực hiện thông qua các thủ tục nội bộ. Chuyển đổi fiat to crypto dễ dàng, tiền gửi và tiền rút tiền fiat liền mạch, hỗ trợ kết nối giữa nền tảng giữa các ngân hàng, thân thiện với tiền điện tử, nhanh chóng và đáp ứng và đóng gói tính năng. Thiết bị đầu cuối của chúng tôi được xây dựng trên công nghệ tốt nhất cho phép giao dịch với bất kỳ cặp tiền tệ Ironic nào, hỗ trợ khách hàng xuất sắc, đội ngũ khách hàng đa ngôn ngữ, hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ với kinh nghiệm và đội phủ hơn 30 ngôn ngữ. Thanh khoản sâu kết hợp hoàn hảo giữa giao dịch kết nối trực tuyến truyền thống cho phép truy cập thị trường FX với thanh khoản sâu sẵn trên toàn cầu. Nền tảng chúng tôi cho phép phân tích thị trường chuyên sâu. Và còn đây là về trao đổi Ironic. Sàn giao dịch Ironic là một liên doanh giữa một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu về giao dịch trực tuyến, tập đoàn Ironic FX và Emugo HK, với những nhà lãnh đạo toàn cầu về công nghệ blockchain. Người đã tạo ra blockchain Cardano công khai, phi tập trung và ADA coin cực kỳ thành công. Chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái trao đổi đầy đủ, đã nhận được giấy phép từ đơn vị tình báo tài chính Estonia là FIU, và chúng tôi đang tìm cách để có được quy định DNT trong phạm vi quyền hạn của Gibraltar và Manta, đồng thời đang khám phá cơ hội để có được giấy phép tổ chức thanh toán PI tại Vương quốc Anh. Chúng tôi nhắm đến mục tiêu kết hợp hoàn hảo giao dịch tiền điện tử với giao dịch trực tuyến truyền thống thông qua cổng giao dịch chung, đồng thời hướng đến cung cấp lợi ích cho những người nắm giữ token IRX. Trong việc sử dụng nền tảng Ironic và nền tảng giao dịch của tập đoàn IronFX, cung cấp giao dịch trực tuyến truyền thống trên FX, CDF, cổ phiếu tương lai và hàng hóa chỉ số. Đây, và đây là một số thông tin liên hệ. Email là info@ironic.com, điện thoại Facebook đây ạ. Về bảo mật thì tại Ironic, bảo mật là một trong những ưu tiên hàng đầu. Một số biện pháp tinh vi kỹ thuật vận hành để đảm bảo người dùng luôn được tận hưởng môi trường giao dịch tuyệt vời. Với lưu trữ thông báo và một tài khoản người dùng, bảo vệ hệ thống, an ninh tài chính và an ninh hoạt động. Giao dịch token ký quỹ giao dịch với vô số mã hóa thông báo bao gồm Bitcoin, Ethereum, ADA và Ironic với các tùy chọn hoàn bảy. Đây có thể nói là một dự án rất là tiềm năng và rất là lớn bởi hai công ty, và công ty đã được thành lập từ 2010 với hệ sinh thái rất lớn. Tôi thấy đây là một dự án rất là tiềm năng, đáng để đầu tư. Các bạn còn hơn 23 ngày để đầu tư vào token này. Ở phần 3 tôi xin kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn đón xem phần 4. Tôi sẽ phân tích thêm về team, đội ngũ cán bộ của họ cũng như là đội ngũ kỹ thuật. Xin cảm ơn, chào tạm biệt.